Được coi là miền đất hứa, mỗi năm Canada thu hút hàng ngàn người Việt Nam tìm kiếm cơ hội nhập cư vào nước này. Tuy nhiên, trong hành trình này, không ít trường hợp đã bị lừa đảo hàng chục ngàn đô la bởi các cá nhân, tổ chức tư vấn mà. Theo luật di trú, chỉ những luật sư và thành viên của Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú thuộc Chính phủ Canada, gọi tắt là ICCRC, có giấy phép hành nghề chuyên nghiệp mới có thẩm quyền tư vấn đại diện hồ sơ và thay mặt khách hàng liên hệ sở di trú để giải quyết những vấn đề xảy ra trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ. Với trên 15 năm kinh nghiệm, Aline Xuân Uy Nguyễn, thành viên của ICCRC, đã thành công trong việc hỗ trợ hàng chục ngàn trường hợp định cư thành công tại Canada. Xuân Uyên xin chào quý vị trở lại với chương trình Coming to Canada được phát sóng trên Culture Channel vào mỗi thứ ba hàng tuần. Mình là Xuân Uyên, member of ICCRC. Hôm nay, Lậu Yên trả lời câu hỏi của một bạn mà thật sự Lậu Yên nhận được rất nhiều câu liên quan nếu giống như vậy. Có nghĩa là cái câu hỏi là những cái người mà ăn tiền xã hội, đang ăn tiền welfare hay là ăn tiền già, tiền bệnh thì có điều kiện để bảo lãnh thân nhân của mình hay không? Thì hôm nay là Uyên sẽ trả lời rõ một lần. Uyên nhớ là câu hỏi này Uyên có trả lời 2 năm trước rồi. Nhưng mà hôm nay Uyên thấy cũng nhiều người hiểu lầm quá, cho nên trả lời lại nha. Thì như vậy, trước hết là Uyên sẽ nói về những cái thông tin căn bản. Ví dụ như là những ai mà muốn bảo lãnh vợ chồng, con cái, cha mẹ hay bất cứ một cái chương trình bảo lãnh nào mà mình đang trong tình trạng mà ăn welfare, ăn tiền xã hội, có nghĩa là cái ăn tiền mà Ontario Works á, ăn tiền welfare, ăn tiền xã hội mà người mình kêu là welfare đó, thì cái đó là mình sẽ không có eligible để mà mình được bảo lãnh. Có nghĩa là mình không hợp lệ để nộp đơn bảo lãnh luôn. Thì đơn giản, nếu như mà mình chấm dứt, mình không còn ăn cái tiền nữa ở cái thời điểm mình nộp hồ sơ thì mình sẽ vẫn hợp lệ. Uyên lấy ví dụ như hôm nay Uyên đang vẫn còn cái status là Uyên nhận tiền welfare, tiền social work của chính phủ. Ví dụ tháng sau Uyên ngưng cái tiền đó đi và Uyên bắt đầu tìm việc làm, thì ngay cái thời điểm mà Uyên nộp hồ sơ đó, miễn là người ta khi mà officer mà nhận được cái hồ sơ bảo lãnh của mình, cái điều đầu tiên là người ta check xem cái người bảo lãnh có hợp lệ hay không. Thì một trong những cái điều kiện đó là anh có ăn tiền nhà nước hay không. Ok, thì người ta sẽ check trong cái system, nếu người ta thấy mình người này có ăn nhưng mà đã ngưng rồi, có nghĩa là thời gian hiện tại trong thời điểm mà nộp hồ sơ là người này vẫn hợp lệ. Tuy nhiên, nó không có dừng ở đó. Uyên thấy có rất nhiều người, trong trường hợp mà cái người này, cái người bảo lãnh của mình không có ăn welfare, nhưng mà cái người bảo lãnh này đã từng bảo lãnh người nào trước đó, thí dụ như là vợ chồng, con cái hoặc là cha mẹ, ông bà, mà trong cái thời gian mà mình ký kết ở trong cái đơn bảo lãnh đó, mà những cái người mà mình bảo lãnh qua đây họ đi ăn welfare, họ đi ăn tiền nhà nước, mà có nhiều người họ đi ăn mà không nói với mình luôn. Tại vì có nhiều người á, nhiều khi anh chị em mình bảo lãnh qua xong một thời gian họ đủ điều kiện và đủ cái khả năng tự chăm sóc cho mình thì họ dọn riêng ra. Thì trong cái quá trình đó thì họ bị cái biến cố gì đó về tài chính và họ đi apply cái tiền hỗ trợ của chính phủ, thì họ được ăn cái tiền đó, thì vô tình cái người bảo lãnh trước này của mình lại không biết. Thì cái người bảo lãnh này lại sau này thí dụ là cưới vợ hay là bảo lãnh một cái thân nhân nào khác, thì chính phủ lại bị từ chối, nói là những cái người mà anh đã bảo lãnh trước đó đã bị default, có nghĩa là đã ăn welfare, đã nhận tiền welfare của chính phủ, và trong cái thời điểm đó thì anh chính là cái người là chịu trách nhiệm vậy, tại vì anh đã ký cái đơn bảo lãnh là undertaking về cái tài chính đó, là anh phải phụ trách cho vấn đề tài chính của họ, nhưng mà họ đã đi ra ngoài để mà nhận tiền chính phủ, cho nên anh bị rơi vào cái tình trạng default, có nghĩa là anh đã không làm đúng cái lời hứa đó, cho nên anh là cái người hiện tại không có đủ cái điều kiện hoặc là không có hợp lệ để mà được bảo lãnh bất cứ một người nào khác trong giai đoạn này ha. Rồi nãy giờ em đang nhắc tới bản thân mình đang ăn welfare sẽ không được bảo lãnh. Ngưng welfare sẽ bảo lãnh được, nhưng những người trước đó của mình đi bảo lãnh mà họ ăn welfare thì mình lại cũng không được bảo lãnh người khác luôn ha. Rồi, cái solution cho cái trường hợp này là bạn có thể nói cái người này trả lại hết những cái tiền mà họ đã từng ăn trong cái thời gian mà họ khó khăn. Dĩ nhiên là phải là đứng dưới cái tên của bạn trả, tại bạn là người chịu trách nhiệm. Thì có nhiều người á, những cái người này họ ăn nhiều quá, cái người này không có đủ khả năng để mà trả.
thì cũng tội lắm. Uyên cũng gặp nhiều cái trường hợp mà người ta không có đủ khả năng để mà trả lại. Thì nhiều khi có những người họ sau này họ bị bảo lãnh vợ con của mình thì họ lại không có đủ điều kiện để bảo lãnh, và vì không có tiền trả lại, tại vì có khi số tiền lên tới cả 100,000 hơn thì họ không có trả được, cho nên là họ cứ vĩnh viễn bị kẹt trong cái tình thế đó ha. Cho nên ok, đó là một cái điều kiện thứ hai. Rồi còn những cái bác mà ăn đang tiền già nè, tiền hưu của mình nè ha, rồi cái thậm chí là tiền disability là cái tiền mà gọi là ăn tiền tiền bệnh, tiền tàn tật đó, thì cái tiền mà tàn tật là tiền disability, là cái tiền mà được ăn vĩnh viễn á, hay là ít nhất là ăn dài hạn đó, tiền đó vẫn được xem là nguồn thu nhập chính thống. Cho nên là những cái trường hợp mà ăn tiền già, tiền hưu, tiền disability là tiền tàn tật, hay là tiền nghỉ không có khả năng làm việc đó, tiền đó vẫn có đủ điều kiện để mà bảo lãnh ha, là hợp pháp hợp lệ để mà bảo lãnh cho người thân của mình. Cho nên là đây là cái mà Uyên muốn nhắc với mọi người ha. Thành ra với lại á, thông thường Uyên nhắc nè, có những cái trường hợp mà mình đang làm một cái hồ sơ gì bảo lãnh nó rất là quan trọng, hoặc là nó có một cái thời gian deadline và cái kỳ hạn cho mình đó, mình phải kiểm tra kỹ lưỡng là thật sự là những cái người trước đó mà mình đã từng bảo lãnh đó, thì trong cái thời gian mà mình còn trách nhiệm có ai đi ăn tiền chính phủ, tiền welfare hay không, và nói cho cái người thụ lý hồ sơ mình biết, để mình phải liên lạc với cái bên chính phủ đó, nếu thật sự có thì mình phải trả lại cái số tiền đó để mà giải tỏa đi cái default status của mình trước khi mà mình nộp cái hồ sơ. Tại vì á, có những cái trường hợp mà những cái hồ sơ mình chỉ có cái thời hạn trong bao nhiêu đó để mình nộp thôi, mà khi mà người ta phát hiện ra mình bị như vậy, và mình khi mà mình quay trở lại để mình trả lại cái tiền đó cho chính phủ, thì cái thời hạn mà kỳ hạn tối thiểu mà mình phải hợp cái hồ sơ hiện tại của mình nó không còn nữa. Cho nên có nhiều cái là nó rất là đáng tiếc ha. Cho nên mọi người phải kỹ lưỡng một cái này một chút xíu nha. Ok. Và thường á, có Uyên nhận được những cái câu hỏi là những người đã từng khai phá sản hay là đang trong tình trạng phá sản thì có quyền bảo lãnh hay không. Ok, nó là như vậy, mình đã từng khai phá sản trong đời mình hay là trong quá khứ mà đã được discharge rồi thì mình vẫn có quyền bảo lãnh. Có nghĩa là ai đã từng khai phá sản mấy năm trước, hay là năm trước, năm hai năm trước gì đó, nếu như mà mình đã qua cái thời kỳ gọi là phá sản mà nhận được cái certificate of discharge thì là mình coi như là mình sạch sẽ, mình clean, mình vẫn đủ điều kiện để mình làm người bảo lãnh, coi như là vẫn eligible. Thông thường theo Uyên biết á, những cái người mà mình khai phá sản mà cái tình trạng phá sản của mình á, nó rất là straightforward, nó rất là clear, nó không có một cái gì rắc rối, không có bị ra tòa, không có bị thế này thế kia, thì thông thường theo Yên biết là có 9 tháng là các bạn sẽ nhận được cái certificate of discharge. Thì khi mà mình discharge khỏi cái bankruptcy rồi thì mình vẫn có quyền để mà bảo lãnh ha. Cho nên không sao cả. Những cái người, hoặc là những cái người, có nhiều người như vậy nữa nè, có nhiều người nói là họ cứ nói là tôi đang trong tình trạng phá sản, tôi thiếu chính phủ thuế rất là nhiều, cái doanh nghiệp của tôi làm ăn không có khá mà tôi bị giật tiền giật nợ gì đó, và tôi bị thiếu tới mấy trăm ngàn tiền thuế của chính phủ nhưng mà tôi chưa có trả và tôi phá sản rồi, tôi có bảo lãnh được không? Thực sự á, thì các bạn phải nói rõ cho cái người làm hồ sơ của mình là mình đã khai phá sản, mình đang khai phá sản mà mình không có tiền trả lại hay cái gì đó, mình phải nói rõ ràng. Còn nếu mà mình chưa khai phá sản, mình chỉ nằm trong tình trạng mình thiếu nợ thuế chính phủ, lại đó là một cái chuyện khác. Khai thuế là một trách nhiệm của người dân, nếu không khai thuế là một cái tội. Nhưng thiếu tiền thuế mình có quyền trả góp. Ok, mình thiếu tiền thuế nó không phải là một cái tội, nó không phải là một cái crime, một không phải là một cái gì mà mình phải quá lo lắng. Ok, cho nên nếu như các bạn thiếu nợ nhiều nhưng các bạn chưa khai phá sản hoặc trong tình trạng không khai phá sản thì các bạn vẫn eligible, vẫn hợp lệ để mà làm người bảo lãnh nha. Ok, nhớ cái chuyện này, là ngoài những cái vụ welfare rồi cái này cái kia thì cái bankruptcy là nó là như vậy nha, cho nên là các bạn không có cần lo. Rồi những, ngoài ra những cái bạn mà một trong những cái yếu tố là dĩ nhiên là tất cả mọi người phải trên 18 tuổi, phải là thường trú nhân và phải là công dân Canada hoặc là thường trú nhân ha. Ngoài ra thì còn một cái khác nó nặng hơn nữa nè, là những người đã có lý lịch phạm tội. Ví dụ những người đã từng phạm tội thì như thế nào?
những người mà phạm tội mà không có liên quan tới cái tội ẩu đả người thân, nghĩa là family assault, thì vẫn có quyền hợp lệ để mà bảo lãnh. Còn ví dụ như mình đã bị convict, mình đã bị tòa phán luôn cái tội mà ẩu đả người thân trong nhà rồi á, thì cái đó có thể các bạn sẽ không hợp lệ nha, để mà bảo lãnh thân nhân gia đình. Rồi. Ngoài ra những cái bạn mà họ bị phạm những cái tội khác á, thì trên cái luật pháp thì họ vẫn có quyền để bảo lãnh. Nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái credibility của các bạn, có nghĩa là nó ảnh hưởng tới cái uy tín của mình một chút xíu cho cái hồ sơ di trú. Ví dụ như người ta sẽ bị nhìn, người ta sẽ hơi bị kỳ thị khi mà người ta nhìn một cái hồ sơ đó với một người đã từng phạm tội, thì người ta nghĩ là, dĩ nhiên là tùy theo cái tội mình phạm, mà người ta sẽ nhìn bằng cái cặp mắt hơi thiên vị một chút xíu, thì người ta tự suy ra là cái người này đã mất uy tín với xã hội, thì có thể là trong cái hồ sơ này họ cũng sẽ không có đủ uy tín để mình tin tưởng. Cho nên cái hồ sơ của các bạn vì vấn đề tâm lý họ sẽ xét kỹ hơn, như vậy thôi ha. Nhưng các bạn hoàn toàn hợp lệ nha. Còn các bạn mà đã bị những cái tội gì đó thì mặc dù để có một số bạn vẫn là hợp lệ, nhưng Uyên khuyên là đủ ngày đủ tháng thì các bạn nên tìm luật sư bên hình sự đó, để các bạn làm cái gọi là cái pardon, ngày xưa nó gọi là cái pardon, cái mà được tha tội đi, không phải là tha tội mà giống như là nó siêu cái hồ sơ, nó che cái hồ sơ mình lại để mà những cái cảnh sát thường không thấy nữa, để mình khỏi có bị kỳ thị. Nhưng mà trên cái bộ mà RCMP thì họ vẫn thấy được cái nguồn gốc tội của mình ha. Bây giờ thì nó gọi là cái record of suspension, có nghĩa là nó tạm gác cái tội mình qua một bên, nó che là thôi chứ không phải là mình sẽ được xóa. Nhưng mà khi mà mình làm cái đó rồi thì mình lại có những cái thủ tục khác để mà tránh những cái phiền phức sau này ha. Rồi. Đó, thì đó là đa số là đó là những cái mà các bạn lưu ý khi mà làm một cái người bảo lãnh. Rồi, ngoài ra còn một cái nữa Yên nhắc. Thí dụ như các bạn là người bảo lãnh, các bạn bảo lãnh một người vợ hay một người chồng mình sang Canada, trong cái quá trình mình ký cái undertaking là chịu trách nhiệm cho họ, dĩ nhiên nếu cái người đó ăn welfare thì mình cũng sẽ bị trả lại. Nếu mà sau này mình bị, mà nếu mình không trả lại thì sau này mình bảo lãnh người khác thì chính phủ sẽ tìm ra và mình cũng sẽ bị bất hợp lệ. Ok. Còn một cái lưu ý trong cái tình trạng mà mình bảo lãnh vợ chồng đó, nếu như vì lý do gì đó không may mà các bạn phải chia tay hay ly dị với cái người đó trước 5 năm, đúng không? Ok. Thì cái người mà được bảo lãnh qua đó đó, trong vòng 5 năm đó, từ khi nhận được cái thẻ PR, thì cái người mà đi qua đây, được bảo lãnh qua đây đó, mà họ ly dị trước cái thời gian đó, thì trước 5 năm họ sẽ không có quyền để mà bảo lãnh bất cứ một người nào khác trên cái hồ sơ di trú. Ok. Có nghĩa là thí dụ như Uyên từ Việt Nam qua mới có 2 năm, Uyên bị lý do gì đó Uyên phải ly dị, rồi vô tình trong năm sau cái Uyên tìm được một đối tượng khác mà Uyên phải kết hôn để mà Uyên qua đây, thì Uyên sẽ không bảo lãnh được người đó. Uyên phải đợi cho đến qua cái năm thứ 6, từ cái ngày mà Uyên nhận được cái thẻ PR, thì Uyên mới hợp lại để bảo lãnh một cái người chồng hay người vợ của mình. Ok. Cho nên là đó là những cái mà căn bản mà mọi người nghĩ là quan trọng nhất trong cái điều kiện hợp lệ cho một cái người bảo lãnh người thân hay là người quen của mình. Cho nên là hy vọng là sau cái clip này thì các bạn sẽ càng rõ hơn nữa ha. Và các bạn nào xưa nay hiểu lầm, và có rất nhiều người hiểu lầm nha, là cứ nghĩ là mình đang không hợp lệ nhưng thực sự các bạn hợp lệ, thì cứ mạnh dạn đứng ra bảo lãnh người thân của mình nha. Còn không thì cứ liên lạc cho Uyên hoặc là những cái dịch vụ như thế này, họ sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại tuần sau.